Ok, chào mọi người. Hôm nay đã lên tiếp một lô cần nha mọi người. Thì lô cần này đa phần là cần carbon. Có cái này là hai cây cada nè. Bên đây là cần he chi. Đó. Đây phiên lá câu ngâm. Bên đây là cần cho anh em câu chép, câu lua nhé. Rồi, để shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không được biết lên đó, thì anh em gọi cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Để cho mọi người cây thứ nhất. Thì cái thứ nhất là mọi người là một cây cần dạng cần súp lở nha mọi người. Cây súp lở. Cây này 3m6 nha, 3m6 hàng Korea. Hàng của Hàn Quốc sản xuất thì cây này nó xây xác rồi. Xây xác. Nhưng mà được cái phôi nó đẹp, phôi là phôi carbon sẵn. Bát của nó là bát Fuji, bát Fuji FX7. Cái như này nó xây xác mọi người. Phen của nó là phen Fuji luôn nha mọi người. Phen rập, phen Fuji. Thôi cái này thì tổng thể ok, có xây xác thôi. Coi đẹp nhé, càng xây xác thì mình bảo cho mọi người xây xác. Lông hai đẹp nè, ok nha mọi người. Đọc đây, phèn thì không lỗi nha mọi người, càng không lỗi như chim. Thì cái này nó nặng là 292 gram, đọt 2 ly 2, dài 3m6, độ cứng mà so với cần 2 khúc á, thì cái này gây tầm khoảng 30-50 nhé. Anh em câu ngâm, câu lăng xê ok. Rồi giá công khai cái số 1, giá 500 người, 500k cộng ship cái số 1. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 lên tiếp người một cây đai hoa. Và đây một dòng đai hoa của hàng Holylock. Dòng Holylock và đai hoa phôi nó sẵn ít nha mọi người, phôi sẵn ít. Và cây này nó cũng xây xác rồi. Đây xây xác nha. Nói chung thì cần xây xác mình báo anh em xây xác cho mọi người. Đây, phèn nó ra tiền thế này. Nhưng mà cái này còn chắc nha mọi người. Đó, không nhúc nhích lung linh gì đâu. Phôi sẵn ít. Đó. Thì cây này cứng 80 và 27. Chỉnh cho anh em con ngâm, con lăng xê, con cha, con chép. Đây, phôi sẵn ít nha. Được cái bộ phôi của cây này thì bộ phôi rất là đẹp và xịn. Đây, phèn nó bị oxy hóa nè, đó, thấy không? Đó. Phôi xám. Đây, phèn đây, đó. Chung thì cây này có xây xác đây. Anh em câu mà không quan trọng ngoại hình đó thì anh em lấy về câu. Ok. Thì đảm bảo những người nó không lỗi nhá, không lỗi gì hết. Đây, còn rất là chắc, phèn rất là chắc. Đó. Không dập để lỗi gì hết, chỉ có ngoại hình xây xét ra tên thế này. Đó. Cần sao báo anh em vậy. Thì cái này nó nặng là 408 gram, đọt 3 ly 1, cứng 80, dài 2m7. Giá công khai cây số 2, giá 600k cộng ship nhé. Đó, cộng ship. Giá cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 cũng là tiếp người quẳng một cây cần đai hoa. Thì ở đây một cây đai hoa nội địa cắn dẹp. Đó. Loại thì này thì cần này cần đai hoa carbon cơ. Phen là phen Fuji loại xám. Bát là bát Fuji, bát đai hoa được cao. Phôi đây, phôi dạng sẵn quẩy cá nha mọi người, rất là đẹp. Đọt sẽ là đọt tháp. Đọt tháp sẽ đi tinh. Làm chỉ sẵn rất ok nha. Phen loại xám nè, đó. Cây này là bị thay bu nha mọi người, thay là bu rồi nhé. Cần sao báo anh em quậy luôn. Thì mình thấy nó không giống bu chin thì mình báo anh em phát nó bị thay là bu rồi. Đó. Đây, khác màu rõ ràng nè. Thì thay bu thì bán cho anh em giá thanh lý luôn. Đó. Cây này về đánh rất là chắc nha mọi người. Đó, rất là xịn, phôi cặp con quýt cơ hàng nội địa. Cán dẹp nữa nè. Cây này thì nó nặng là 295 gram, đọt 1 ly 8, đọt thấp. Thì đọt thấp thì nó cứng đều vô trong nha mọi người. Nó cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Rồi giá công khai cây số 3, giá 700 nha mọi người, 700k cộng ship cây số 3. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Thì cây số 4 lên tiếp người quẳng một cây cần nội địa. Thì đây một cây cần của hãng Sakura.
Chakra ở đây nhỉ. Và cái này nó sẽ dài là 2m55 nha mọi người, dài 2m55. Foil của cái này sẽ là foil carbon, foil carbon. Sơn giả trúc, phen của cây là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Càng tổng thể ngoại hình thì có xây sát, nhưng mà foil của cái này rất là chắc luôn nha mọi người. Bát Fuji. Càng đây, càng xây sát nha. Đó. Chung thì anh em không quan trọng ngoại hình, thì mấy cái này về câu thì vô tư luôn. Đó. Đây Sakura nội địa Nhật. Đọt cần sẽ là đọt thấp. Đó. Đây phiên này cũng xấu nữa, nhưng mà còn rất là chắc nha mọi người. Mấy cái phiên còn rất là chắc, yên tâm. Bu của cái này sẽ là bu xít nha mọi người, bu xít mo chè. Rất là đẹp. Chỗ này nó bị dây nó khứa đúng không à, này khứa lớp keo thôi nha mọi người, chứ không ảnh hưởng gì tới phôi đâu, yên tâm. Phôi của cây này thì đọt của cây này sẽ là đọt tháp đúng không mọi người, đọt tháp. Thì đọt tháp thì anh em biết độ cứng nó sẽ đều vô trong và phát tín hiệu độ nhạy cảm rất là cao. Thì cái này nó nặng là 320g, đọt 2.3, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100, giá công khai cây số 7, giá 500 nữa người, 500k cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 10 công giá cây số 4, giá 500 người, 500 cộng ship cây số 4. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên tiếp người là một cây cần của hãng Sakura luôn. Đây cây một cây cần của Sakura. Và cây này nó dài là 2m5 người, 2m5. Foil vẫn là foil carbon. Đó, foil vẫn foil carbon. Phen vẫn là phen Fuji. Phen Fuji. Bát vẫn là bát Fuji. Đó. Cây này nó có điểm miếng gỗ cái này nè mọi người. Đó. Phen thì ok nè. Foil thì tổng thể cây này nó có xây sát. Vẫn có xây sát nha mọi người. Đó. Đây. Phen nữa đây. Bu thì vẫn vậy nha mọi người. Bu vẫn bu xít mo chè. Đó. Bu xin của gần Nhật. Bu rất là xịn nha. Cái này về mấy anh em về câu ngâm thả ra luôn. Câu ngâm con lăng xê. Đây ngoại hình nó xe xác nè. Đó. Anh em không quan trọng ngoại hình thì lấy rước mấy cái này về đánh vô tư. Thả ra luôn á. Đây. Hoa carbon nha mọi người. Và cái này nó nặng 275g, đọt 2.2, dài 2m5, độ cứng cái này cũng ra tầm khoảng 80 đến 100 nhé. Đọt vẫn là đọt thấp, đọt cứng đều vô trong. Đó. Đọt cứng ra tầm khoảng 80. Rồi, giá công khai cái số 5, giá 500 luôn nha mọi người, 500k cộng số cái số 5. Tiếp theo cái số 6. Thì cái số 6 lên tiếp người một cây cần của Shimano, một cây nội địa Nhật. Foil carbon sẵn ít. Phen là phen Fuji loại xám. Bát Fuji Shimano, bát từ cao. Đây. Sẵn nha mọi người. Sẵn. Đây, cây này có xây sát nè, đó. Thì cây này dài 2m4, khắc dài 2m4, độ cứng ra tầm khoảng 80 nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 80. Đây, phen Fuji nè, loại xám. Bu Fuji Shit mọi chè. Đó. Đây. Thì tổng thể cần thì có xây sát đó. Mấy cây này mới nó giá cũng rất là cao nha mọi người đó. Đây. Cần thì tổng thể xây sát đây đó, xây sát nha mọi người đó. Nên xây sát giá cũng rất là mềm. Đây chân keo nó bị thế này quang ha, nhưng mà rất là chắc nha, đảm bảo với mọi người luôn đó, chứ không phải anh em cầm nhúc nhích mà nó sụp sệt đâu. Mấy cái này rất là chắc keo luôn. Rồi thì cái này nó nặng là 250g, đọt 1.8, đọt thấp và đọt nó sẽ cứng đều vô trong đó. Thì giá công khai cây số 6, giá 800 người, 800 cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho tiếp người một cây Shimano cần 2 khúc. Đó. Thì cây này dài chỉ có 1m5 thôi nha mọi người, dài 1m5, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 120. Đây cần Shimano
phôi gốc cho nó là phôi sắn ít, đọt của nó là đọt đặc, đọt sợi tinh đó. Tăng độ tải với cần lên, cần thì còn rất ok, cần mốt đẹp nè đó. Phen là phen Fuji đổi xám, bát là bát Fuji tam vàng, đây phen đổi xám nè đó, rất là đẹp nhá. Mấy cái này về cho anh em dạng chiên, về cho anh em nào câu trên bè trên ghe thôi đó, vì nó dạng cần ngắn á, đọt khá là nảy nhá, cần chỉ có 1m5 thôi. Anh em câu trên bè trên ghe nè, cho anh em dễ di chuyển nè đó, dễ xây chuyển nè, cho anh em câu cần dài mà câu trên bè trên ghe cũng rất là khó. Phen đẹp, chân phen này ok, có bị quèn chỗ này một tí nè đó, nhưng mà mấy cái phen này thì cũng kiểm tra kỹ rồi, nó rất là chắc nha, chứ không có sụt sịt chút nhất đâu. Thì cái bánh này Shimano nội địa nha mọi người, hàng Nhật sản xuất. Thì cái này nặng là 245g, dài 1m5, đọt 2.3, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 120, giá công khai cái số 7, giá là 850k nha mọi người, 850k cộng ship cái số 7. Tiếp theo cái số 8, cái số 8 lên cho người quặng. Tiếp theo là một cây cần phen lá, thì đây là một cây cần phen lá hàng của Alpha Taco, hàng nội địa Nhật. Đây, hàng Alpha Taco nội địa nha mọi người, đây Alpha Taco, đây Mercedes-Benz, họ nội địa Nhật. Lớp sơn của nó cảnh kim tuyến nè, rất là đẹp nha. Đó, thì cái này dài 2m1, phiên là phiên Fuji Sheet, phiên lá. Phôi vẫn là phôi carbon nha mọi người, phôi vẫn là phôi carbon. Tổng thể màn hình ok nè. Đây, bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji. Đọt vẫn là đọt thấp nha mọi người, còn đọt vẫn là đọt thấp. Cái này về cho anh em câu ngâm, câu lăn xê nhé. Dạ anh em tính cảm giác. Càng tổng thể ngoại hình còn sáng nha, nó xây xa ít thôi. Có điều chân keo keo nè, keo này họ đi chân keo dạng chỉ mỏng á, nhìn thấy nó hở hở thế này, nhưng mà rất là chắc nha mọi người. Đó, keo này keo nguyên sinh của Nhật đi về luôn á. Đây, đó. Buộc chống sắn, buộc Fuji lá. Thì cái này dài 21, độ cứng ra tầm khoảng 50 đến 80 nha mọi người. Độ cứng cũng tương đối cứng, đọt thấp. Và cái này nặng là 250g, đọt 2.1, dài 2.1, độ cứng 50 đến 80, giá công khai cây số 9, giá là 900k người, 900k cây số 9. Tiếp theo cái số 10. Cái số 10 lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa, một cây phiên lá của Daiwa. Đó. Thì đây một cây đài hoa phen lá. Đó. Phôi của nó là phôi carbon. Sẵn nha. Đó. Sẵn nha mọi người. Bát Fuji. Đó. Bát Fuji. Sẵn nha. Sẵn gân guốc nha. Đây. Cái này 50 dài 2m4 mọi người, 50 dài 2m4 đây qua. Đó, đẹp. Đây, phen này, phen Fuji, phen lá, bộ Fuji chống sắn, nguyên zin. Đó. Ok. Thì cây này thì sản xuất tại Taiwan nha mọi người, sản xuất tại Taiwan. Với cây 50 2m4 này anh em về câu lăn xê, câu cha, câu chép, câu chay, câu cá chim. Đó, rất là êm nhá. Dạng anh em câu ngâm. Mấy cái phôi này cực kỳ nảy nha mọi người. Đó, test cho mọi người xem. Rồi. Cái này nặng là 260g, đọt 2.1, dài 2m4, giá công khai cây số 10, giá 1.3 mọi người. Đó, 1.300k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 11 nha mọi người. Thì cây số 11 lên tiếp cho mọi người là một cây cần của Shimano, một cây Hechi. Đó. Thì đây một cây Hechi của Shimano. Phôi sắn ít, bát Fuji, phen là phen Fuji. Và đây một cây cần Hechi dạng chuyên, về cho anh em câu cảm giác nhé.
cây này 2m4, hai chim 2m4 là rất là hiếm nha mọi người. Chiếc này về được 3 xây, xây hiếm luôn. Phen Fuji lọ xám nè, bu Fuji Sheet, bu Fuji Sheet dạng mòn chày, đọt đọt tháp mọi người, hai chi là đọt tháp hết nhá. Và cây hai chi này độ cứng nó chỉ có 5-10 thôi, độ cứng nó cực kỳ dịu luôn. Cho anh em câu cá dè, cá giò, cá hanh, cá chắp thả ra, rất cảm giác. Anh em miền Tây thì có thể câu cá he, cá trắng, câu tôm, phiên phôi là rất là đẹp nhé, phôi sân ít. Cả máy chèo cho anh em tì vô cái tay anh em, tì vô thế này, cho anh em nhẹ tay. Thì cái này nặng là 139g, độ 0.8, độ cứng ra tầm khoảng 5-10. Đây, rất là nảy nha mọi người, rất là nảy và đanh. Dài 2m4 rồi, giá công khai cây số 11, giá 1.3 người, 1.3 cộng ship cây số 11. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 lên tiếp người quẳng một cây cần he chi. Thì cây 12 là cho người một cây he chi hàng của Shimano, hàng loại địa Nhật về, cán là cán máy chèo Shimano loại địa Nhật, phen cũng là phen Fuji đổi xám, phôi cũng là phôi carbon sang ít hay da bát tập bát Fuji. Cái này dài 2m7 nha người, 2m7 phôi sáng nhất, rất là đẹp. Mấy cái này anh em câu ngoài nắng đó, rất là đẹp luôn. Đây phèn là xám nè, đây rất là đẹp. Bu quán giặt bu nguyên sinh nha mọi người, bu nguyên sinh bu xít nè, môi trời. Cây này thì keo chỉ nguyên sinh hết luôn, anh em yên tâm. Mấy cái này anh em đánh cảm giác thì rất là phê rồi. 2m7 nhá. Và cây này nó có dính mấy cái quẩy cá nè, nó về thì mình chưa vệ sinh luôn. Quẩy cá bên Nhật họ câu nè, dính vô cằn, anh em về vệ sinh giúp mình. Thì cái này nặng là 155g, đọt 0.8, cứng của nó ra tầm khoảng 50 đến 100. Và cái này dài 27, giá công khai cái số 12, giá vẫn là cứng ra tầm khoảng, cứng của nó ra tầm khoảng 50 nha. Rồi giá công khai cái số 12, giá 1.3 luôn nha mọi người. Đây độ cứng này rất là đanh nhá, đanh và phát tín hiệu rất là tốt, giá 1.3. Tiếp theo cây số 14, cái 14 lên tiếp người quẳng một cây cần của Shimano, loại Heiji. Thì cây này có xây sát nha mọi người, cây xây sát đây, xây sát, nhưng mà phôi cây này cũng còn ok, không lỗi phôi nhé, có keo dưới ngoại hình xây sát một tí thôi. Đây keo cái phen này nó bị chóc nè. Thì cây này về anh em đi keo rồi nhé, đi keo phen lại đó. Đây nó bị xấu một tí mà phôi rất là đẹp, và thông số cây này thì siêu hiếm. Cây này dài 3m3 nha người, dài 3m3 đó, Heiji dài 3m3, chuyên về cho anh em câu cảm giác đó. Đọt cái này thì nó cứng ra tầm khoảng 15-20 đó, cho anh em câu cảm giác hết bài luôn. Bu của nó vẫn là bu xít mô chày nè, phen của nó đi theo cần là phen nguyên zin nhé, rất ok. Và cái này nặng là 135g, đọt 2 ly, dài 3m3, giá dạng bản thanh lý, cây số 14, giá 800 người, 800k cộng xếp cây số 14. Tiếp theo cây số 15, cây 15 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano, một cây Ikeda, nội địa Nhật, và bát của nó là bát Fuji. Thì cây này nó có một đọt thôi nha mọi người, cây này dài 1m8, phôi là phôi xoắn ít nè, rất là đẹp. Rất là đẹp nhé.
đọt đây, đọt cây này thì nguyên xin nhung nhung rồi đó, không mắc nha, không thiếu hụt như chân nhá, đọt nguyên xin không hụt không thiếu gì hết. Phôi rất là đẹp, mấy cây Shimano này phôi chuẩn rồi. Đọt của nó, đọt phen của nó là phen thẳng nha mọi người, chứ không phải là phen xoay nhá. Phen ok hết. Thì cái này nó nặng là 95-98 gram, đọt 0.4, dài 1m8, giá công khai cây số 15, giá 1.3 triệu nhé, 1.3 triệu cộng ship cây số 15. Tiếp theo cây số 16, cây 16 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano Takeda. Thì cây này thì nó hụt đọt nha mọi người, cây này hụt đọt, thông số của nó 1m8, thì về mình đo về chỉ có 1m74 thôi nha mọi người, hụt 6 học 6 phân. Phôi vẫn là phôi 6X sơn giả trúc. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Còn nút chụp luôn. Và cái này phen xây nha mọi người. Phen nó sẽ xây. Đây, anh em thấy không? Phen nó sẽ xây ngược nè, đó. Đó, thấy không? Phen này phen chuẩn này, đó, phôi chuẩn. Thì cái này dài là 1m74, đọt 0.4, giá công khai cây số 16, giá 900 người, 900k cây số 16. Tiếp theo 17, cái 17 lên trong người một cái hàng hệ của Daiwa, Daiwa Kewas của Viking. Đây, một cây Daiwa Kewas Viking, một cây cứng 30, dài 2m1. Cái này về cho anh em dạng câu ngâm, mà dạng cảm giác câu trên bè trên thuyền lắm mọi người. Cây Hechi. Đây, một cây Daiwa nội địa Nhật. Bát là bát Fuji. Phôi là phôi 6X nha. Phôi phân 6X của Kenyaki. Phen là phen dạ quang. Đó. Và cây này có xây sát nha mọi người. Nhắc kỹ lên là cây này có xây sát, nên bán cũng giá rất là mềm, dạng thanh lý luôn. Đây, mấy cây này mình không xây sát khúc này thì giá nó cũng ra tầm khoảng 1 triệu ngoài. Đây. Đó, hàng nguyên zin. Sáng ít nha mọi người, họ sáng ít. Kewas carbon. Sáng ít cực kỳ đẹp. Nói chung thì cần báo người có xe xác nha. Mọi người có chốt cái này thì báo mình chụp hình với quay clip kỹ lên nha mọi người. Đó, nhắc kỹ cho mọi người. Thì cái này dài 21, cứng 30, đọt 2 ly. Rồi, cái này nặng là 175 gram, giá công khai cây 17, giá 700k cộng ship cây 17. Tiếp theo cây 18, cây 18 lên tiếp người là một cây cần dạng cắm gốc lỡ, một cây cắm gốc lỡ hàng nội địa Nhật nha mọi người. Cây này nội địa Nhật, phen của nó là phen Fushisit nè, phen xít, chân này chân trắng nè. Bát là bát Fuji, phần xít hết nha, phần bấm xít, bát Fuji tem vàng. Cây này thì dạng cần của anh pha tắc cô, dạng carbon pha nên nó rất là dịu nhau người. Đây, phần Fuji xít. Đây, đọt nó đây, đọt xít luôn nhau người, Fuji xít, rất là đẹp cây cần. Đây, cây này hàng của Nhật sản xuất nha, Made in Japan. Phôi là phôi lót, dài 2m7. Cây này chuyên về cho anh em dạng câu cảm giác, câu cá chép, câu bằng C. Đây, đây, test đọt cho người. Cứng cây này ra tầm khoảng 30 thôi nha mọi người. Cứng ra tầm khoảng 30 thôi, chuyên về cho anh em nào dạng thích đánh cảm giác, đánh nhẹ nhàng. Và cái này nó nặng là 345 gram, đọt 21, độ cứng 30, dài 27, giá công khai cây số 8, giá 800 người, 800k cộng ship cây số 8. Cái này được cái là cái phen của nó, phen của nó là phen ship hết, và phôi của là của Nhật. Rồi, giá 28, giá 800 người, 800 cộng ship. Tiếp theo cây số 19,
cây 19 lên cho người quẳng một cây hàng hệ. Và đây là một cây hàng hệ của Daiwa, một cây Daiwa Hilux carbon Vicker Poi sáng ít hai da, phen là phen cầu phen biển nha mọi người, phen là phen biển. Và cái này cứng 80 dài hết 7, cứng 80 dài hết 7, phen là phen biển. Bát của nó là bát Fuji tam vàng, đây coi ở đây mọi người, sáng ít rất là đẹp nha. Cái này nặng là 380 gram, đọt 3 ly 5, cứng 80 dài hết 7. Và độ mới của cái này ra tầm khoảng 93% nha mọi người, rất là mới. Phen nó chưa bị dạng vết ố hoặc oxy hóa nè, rất là đẹp phen nha. Đây. Phen này rất là đẹp. Bu là bu xít, bu chống sắn, bu biển nha mọi người. Phen là phen biển. Đây, bu sứ rất là dày nha, bu chống sắn, bu nguyên zin của cần luôn. Sáng nhất đẹp nha mọi người. Carbon Vicker. Rồi, giá công khai cây sổ 19, giá là 1.6 triệu người, 1.6 triệu cộng ship cây số 19. Cây 20 thì cây 20 lên cho mọi người là một cây cần súp nha mọi người, một cây súp. Thì đây một cây cần súp của Shimano. Đó. Và cây này một cây súp Lander FW 425 EST. Đó, EST nha mọi người, cây này EST. Cây này được sản xuất tại China. Bát của nó là bát Fuji, bát nguyên zin. Cây này có độ chụp zin của nó theo càng luôn nè. Phen là phen Fuji Seed nha. Phen là phen Seed. Phen Seed chân đen. Phen nguyên zin luôn. Thì cần thì đảm bảo với người là nguyên zin nhé, chưa độ chế hạ lóng hạ bát gì hết. Poi đây, poi sẵn rất là đẹp. Rất là đẹp mọi người, xước sát thì nó rất ít luôn. Đẹp nha mọi người, phen đẹp, phôi đẹp. Đây, còn rất là đẹp nha. Vì Sublinder thì phen định vị nha mọi người, phen định vị ở đọc. Đây, định vị nha, sẵn thì găng guốc đây. Thì cái này EX thì anh em chuyên về con em câu lục đầu cần hoặc anh em câu cá chép, câu chép rất là phê nhé. Thì cái này nặng là 400 gram, đọt 2 ly 2 ly 4. Rồi giá công khai cây 20, giá là 2.8 triệu rồi, 2.8 triệu cộng ship cây số 20. Tiếp theo cây 21 lên tiếp người quận là một cây cần, cây này chuyên về cho anh em nào câu lua, câu cá chép và anh em câu cảm giác. Đây là một cây Kencat, phen của nó là phen Fuji Seed, Fuji Seed đó nha mọi người. Đây cán nó bị ố dơ một tí nè. Cái này được cái nó giá trị bột phen rất là cao nha mọi người. Phen xích đoan xì xác. Bát thì bát nó bị hở thế này, nhưng mà anh em xích lên thì vẫn được nha mọi người, cũng rất là chắc. Bát thẳng, phen rất là đẹp. Thôi ok, nó có xì xác nè. Bù đây nguyên zin. Cây này anh em mua về cho anh em nào thích trải nghiệm. Đây nó có xe sát đây tí nè, chóc sơn thôi nhá, không ảnh hưởng tới phôi đâu. Một cây Ocean Lu Kencat dài 3m3 người, cây này dài 3m3, nặng là 345 gram, đọt 2 ly. Cái này lua từ 10 đến 40 gram nha mọi người, lai từ 8 đến 20 lb. Giá công khai số 21, giá 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu cây số 21. Về anh em nào mà xả bộ phen này cũng ok nữa, rất là đẹp phen. Giá công khai cây số 21 giá 1.4 triệu. Tiếp theo cây số 22 đây cho người một cây UFM, một cây UFM dài 3m3 đó. Đây mọi người, một cây UFM dài 3m3 bên sổ. Thì cái này lua từ 10 đến 42 gram, like từ 8, like từ 10 đến 20 lb. Một cây rút em nội địa. Phen của nó là phen Fuji Seed. Phen hai chân nha mọi người, phen Fuji Seed.
Phôi là carbon sẵn. Bát là bát Fuji. Đây. Cái này thì anh em bán về cho anh em cậu trải nghiệm thôi. Cặn này xuất sắc rất là nhiều luôn này. Xuất sắc nhiều. Đây. Phải không Fuji Seed nhé. Cặn xuất sắc nhiều. Bung nguyên sinh, bung xít màu chè. Đây. Cái này anh em về câu cá chép cũng rất lý tưởng nhé. Thì cái này nặng là 240g, đọt 2.3 ly, dài 3.3 m, lua từ 10 đến 42g, lai từ 10 đến 20 lb, giá công khai cây số 20-22, giá 1 triệu luôn nha mọi người. Giá 1 triệu cây 22. Cây này anh em nào về xã bộ phen lại cũng thu hồi vốn luôn á. Nguyên bộ phen ship nhé. Tiếp theo cây cuối cùng, cây 23. Cây 23 lên tiếp người quẳng một cây cần phen ship. Thì đây là một cây cần của Daiwa. Đây, phen full ship nhé. Phen hai chân. Cây này có xây xác nè. Cây này thích hợp cho anh em nào lui gần. Anh em câu cá chép đây, cần có xây xác phen Fuji Seed. Cây này sản xuất tại Taiwan. Cây này dài khoảng là 3.3 m, lua từ 5 đến 30g, lai từ 6 đến 15 lb. Phen Fuji Seed 3 chân, bu Fuji Seed cần nguyên sinh. Đây qua phần tâm. Thì cái này nặng là 224g, đọt 2.1 ly, dài 3.3 m. Rồi giá cũng khai cái số 23, giá 900 này, 900k cộng xếp cái 23. Cái này phen cũng rất là đẹp nhé. Rồi, đó tổng cộng 23 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt, đây là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.